Hello, xin chào tất cả quý vị các bạn. Hôm nay mình đang có mặt tại phường Tam Hiệp để có thể review cho mọi người một cái nhà. Thì cái nhà này thì ở cái tọa lạc cái con đường này mình thấy là con đường trung tâm của Tam Hiệp. Thế là cái đường này là cái đường hẻm Nguyễn Bảo Đức nhé. Mình đi thẳng đây là cái chợ nhỏ của đường Lý Văn Sâm này. Mình quẹo tay phải tầm hơn 100m là đây, đường ngay chợ nhỏ Lý Văn Sâm mình nhé. Từ đây ra cái đường Đồng Khởi nó khoảng tầm 100m. Các tiện ích đây thì mình có thể thấy gần bệnh viện này, gần chỗ khu chợ Tân Hiệp, chợ nhỏ Tân Hiệp, ngay chợ Tân Hiệp và ngay khu trung tâm của Biên Hòa. Nó có ngay chợ nhỏ thì nó có ngay chợ, nó có Bixi và khu trung tâm của Biên Hòa. Thì cái vị trí ở đây đường rất là lớn. Thì nhà này được thiết kế là một trệt ba lầu với diện tích là 70m2. Nhà này thì có một cái khu vực sân này, một phòng khách, bếp, 3-4 phòng ngủ và có một trên kia thì để trống, sau này có thể để thiết kế phòng thờ. Rồi mọi người sẽ đi vô bên trong để mọi người tham quan thực tế nhé. Kể đi. Đây là khu vực phòng sân này. Sân thì mình thấy nó cũng tương đối vừa phải. Đấy. Thì cái có một cái cây xanh ở đây, nhìn thấy không? Sau này nơi đây rất là mát quý vị. Sân này thì mình nghĩ để xe hơi thoải mái đi nhá. Đây, cái nhà này thì bên gia chủ họ thiết kế khá là chắc chắn nhé. Đó, thì đây bên ngoài mình thấy có một cái cửa nhôm xin pha ốp kính cường lực ở đây. Thì gia chủ thực sự cũng đang dùng đòn bẩy ngân hàng, thì giá này thì đã giảm 300 triệu so với giá mà lúc mà chị chia sẻ. Đây là khu vực phòng khách này. Phòng khách đây thì nó cũng khá là rộng, có một cái bộ sofa nhỏ nhắn xinh xắn ở đây. Và đây có một cái cầu thang mình lên trên lầu này. Đó. Thì nhà này thì xây khá là chắc chắn vậy nhé. Mà có thể nhìn thấy không gian ở bên ngoài. Đó, nó cũng khá là rộng rãi này. Và đây có một cái nhà vệ sinh này. Nhà vệ sinh ở đây thì vệ sinh chung ở bên dưới, cũng trang bị đầy đủ về nội thất thì mình nhé. Và đây thì có một cái khu bàn ăn thì ở đây là khu phòng bếp, trang bị cho mình một cái bếp trên, cái bếp dưới. Nó cũng đây là khu vực bàn ăn này. Bàn ăn thì đây là khu vực phòng bếp, gia chủ đã thiết kế cho mình cái bàn ăn ở đây và có một kệ bếp trên, kệ bếp dưới, cả tivi nhé. Toàn bộ cái nội thất của cái căn nhà này thì bên gia chủ sẽ tặng lại cho mình luôn. Thì mình thấy cái nhà này về nội thất thì dưới này rất là đẹp, khu nấu ăn này, ok. Nhưng mà cái nhà này thì bên gia chủ không có thiết kế cái phòng ngủ bên dưới, nên là mình cái chiều sâu của nó chỉ có thấy 17m, nên là gia chủ thiết kế phòng ngủ ở trên. Thì về nội thất và đây thì họ thiết kế rất là đẹp luôn vì này đó, bên trên bên dưới là có một cái đây có một cái quạt này. Nội thất đây thì gia chủ sẽ tặng lại cho mình nữa nhé. Rồi mình sẽ lên khu trên lầu nhé. Đây lầu thì mỗi một tầng lầu thì mình thấy sẽ có hai phòng ngủ nhé. Đây là cái phòng ngủ. Đây thì nội thất cửa này thì toàn bộ cửa gỗ hết này, và cái không che cửa này thì phòng này mình để trống. Và đây có một cuộc ban công, mình thấy xung quanh nhà cửa ở đây khá là nhiều quý vị. Phía đây là phòng ngủ thứ hai. Đấy, phòng thứ hai thì mình thấy có trang bị cho mình giường này và tủ quần áo, quạt sắm đầy đủ rồi. Này thì ngân hàng vay cho mình vay được 4 tỷ, giá thì gia chủ đang chào giá là 5 tỷ 3 và mình còn thương lượng.
và chủ nhà ngân hàng có thể cho vay cho mình 4 tỷ luôn, cực kỳ là nhiều. Người ta bỏ tầm tỷ mấy người ta mua được nhà đâu. Rồi mình sẽ lên trên phần trên này nhé. Ở đây là cái phòng thứ ba trên lầu, thì mỗi một phòng thì nó có thiết kế hai phòng ngủ này và khu vực ban công. Thiết kế thì mình thấy tương đối là giống nhau. Và đây là cái phòng ngủ thứ hai này, và có phòng vệ sinh chung của hai cái phòng ngủ nhé. Thì tính ra nó tới một trệt ba lầu. Thì cái lầu này thì bên gia chủ chia sẻ thì nơi đây thì sau này mình sẽ làm được một cái tầng lầu nữa, vì thiết kế này này vì đây có nơi đây thì trồng rau đấy, trồng rau đây đấy, trồng rau nơi đây nhé. Sân thượng rất là cao, mọi người nhìn thấy này. Phía kia là bệnh viện này, bệnh viện quốc tế Đồng Nai về này, khu trung tâm của Biên Hòa đó, Vincom. Và phía bên này thì mình thấy có một không gian đây. Đấy, sau này thì mình có thể cưới nới thêm, mình thầm làm thêm một cái phòng thờ đấy thì tuyệt vời. Chứ bên này đây là có sân thượng đi. Đó. Đường xá hàng trước mà thấy khá là rộng mà đẹp đẽ nhá. Từ đây mình ra được Đồng Khởi rất là gần này. Đấy, tầm vài bước chân là tới này. Đường Đồng Khởi là một cái trục chính kết nối nhà bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, khu Amata và khu công nghiệp Biên Hòa.